Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft ở săn kho báu. Tình hình là mình đang trên vùng biển để chủ yếu mình tìm những cái tên pháp sư vùng biển băng giá này. Nhưng mà trên đường đi tìm thì mình phát hiện là ở chỗ này nó có con lăng quăng, nó canh me canh chua, nó táp mình. Tàn đời cứ rồi. Ngươi biết là ngươi kiếm nhầm người không? Hả con lăng quăng? À, láo tét. Ừ, cắn đi nè. Nè, mong ta này cắn đi. Ý, tưởng thế nào. Ui giời, cho cắn. Cho cắn, không cắn nè. Rén liền. Rén thì nói như cưng. Đấy. Giờ thì mình sẽ tập trung đi tìm những cái tên pháp sư dùng băng này nhá. Ôi không phải con này là con xương rồi. Pháp sư băng đâu ta? Ui, nó còn có con nhện băng nữa nè. Vùng băng này tính ra cũng có nhiều thứ lạ nhờ. Còn có tổ nhện nữa. À thì ra có hẳn một cái tổ nhện ở đây luôn. Da của những cái chi tiên từ cái con nhện có thể làm được một bộ giáp màu đen nè. Cũng hay ho phết. Nhưng mà có vẻ cái chỗ này không có cái con pháp sư mà mình tìm rồi. Tiến ra xa một xíu thì mình thấy có con thuyền của những thanh niên cướp biển mực à. À, chưa để mình qua đây mình xử mấy nàng tiên cá da màu trước rồi đó. Mê hoặc cái gì? Mê hoặc nhầm người rồi. Lộc không phải là Lộc của ngày hôm qua đâu. Đi chỗ khác rồi chơi. Bị sang chấn tâm lý hay sao kìa, lặn tuốt dưới biển rồi. Ok, tha cho đó. Còn bên đây là thuyền của mấy thanh niên Sweetman. À, người mực. Này thì người mực nè. Đây là thuyền của Sweetman á. Sweetman thì có rất là nhiều ngọc lưu ly luôn nè. Và rương của Sweetman thì có một cây kiếm. Một cây kiếm nước. Cũng hay, được. Tịch thu luôn. Đi test thử cây kiếm nước coi. Quýnh nó có ra nước không? Chảy nước các thứ được không? Quýnh thử. Kiếm nước có vẻ cũng tương đối ổn đấy. Với lại một phần mình có hiệu ứng sức mạnh á, nên mình đánh cũng thấy tương đối khỏe này. Nhưng mà thực chất thì cây này không quá khỏe đâu nha. Nó có 7 sức tấn công à. Đấy. Nhưng mà rơi vô tay mình thì cũng mạnh lên đường xíu ha. Ok. Nói chung thì quýnh cũng được thôi, chứ không có chảy nước gì hết. Gần đây có cái chỗ này vui là một nhà của người khổng lồ một mắt. Kết hợp với nhà của ai đây? Nhà của người câu cá à. Ồ, 2 trong 1. Ui, đằng kia một cái nhà nữa kìa. Cái kiểu nhà người câu cá này nhìn nhỏ nhỏ nhưng mà khá là xinh xắn á. Được quá ta, có xô nước các thứ đâu nè. Ồ, thuốc may mắn. Ê, cái thuốc này chắc một xíu mình sẽ uống khi mà đi khám phá cánh cổng kho báu đi. Biết đâu mình lại may mắn hơn trong việc loot kho báu hay sao. Còn bây giờ để mình thủ tiêu người một mắt cái đã. Bên cạnh đó thì còn có những con thuyền cướp biển ở gần đây nữa nè. Trời, được quá ta. Mình sẽ đột nhập vô trước để chúng ta lấy rương á. Tranh thủ liền. Thời tới. Ôi, mấy thanh niên này. Bắn pháo bông á. Trời ơi, bắn đồng đội của hắn luôn kìa. Chơi mà bắn đồng đội. Nghĩ sao vậy? Coi coi. Ui dồi, nó bắn đồng đội nó luôn. Bọn cướp biển này tàn nhẫn thiệt. Này thì bắn đồng đội nè. Đồng đội với nhau mà bắn gì đó. Đó, thấy chưa? Bọn chúng tự xử nhau hết rồi. Không hiểu luôn. Rồi, dưới này còn một tên. Mình sẽ xử nốt luôn ha. Và... À, hết rồi. Có vẻ là kho báu của bọn chúng không có quá nhiều đâu. Bọn này chỉ là bọn cướp biển nghèo thôi à. Không có nhiều châu báu ha. The Ridley. What the heck, là đây à? Phải không? Gần đây nó có 2 cái thanh máu boss. Có phải đây là chỗ của The Ridley hay không? Ê? Anh xương đen. Căng nha. Hello. Sao cách tới nhà rồi cầm kiếm ra dọa vậy?
Dám dỗ khách hả? Này thì dỗ khách. Gì? Sao mình đụng một cái nằm một đống ơi. À đây là The Rich List à, đúng không? Ây dù. À đúng rồi, The Rich List nè. The Rich List nè. The Rich List nè. Vô vô vô. 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 Ồ. Hắn chỉ núp thôi á. Hồi nãy giờ hắn núp ở trong đây hay sao nè. À ra là vậy. Hắn núp để coi coi đàn em xử được mình chưa. Nhưng mà hắn đâu có biết được là đàn em của hắn đã nằm một đống dưới một nhát kiếm của mình. Giời. Tưởng thế nào. Rồi đây là nhà của The Ridley ha. Có vẻ là cũng tương đối giàu ấy. Có mũi tên độc các thứ cơ. Nguy hiểm chưa. Bên này nó còn có một cái lồng spawn lộ thiên nữa. Mình vô lấy đồ luôn. Đồ free mà ngại gì mà không lấy. Ê, cho mình một cái áo giáp nè. Áo giáp đẹp luôn nha. Hợp lý. Một cây kiếm nữa. Mình sẽ mặc thử cái áo giáp này coi coi có tăng cái độ ngầu của mình lên hay không. Ồ, có vẻ là không ngầu lắm nha. Cái thắt lưng màu tím mộng mơ nữa chứ. Thôi 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 thôi, không ngầu bằng cái giáp cũ mình. Đây, giáp cũ mình vẫn là ngầu nhất ha. Thiệt tình luôn á. Đi ra chỗ khác. Chỗ người ta đang săn The Rift, mấy con The Rift Lich mà. Đây đây, mình đã gặp The Rift Lich phiên bản hàng real rồi nè. Ủa dạ dạ. Gì đây? Đây 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 nè. The Rift Lich. The Rift Lich. Có rơi ra chìa khóa không? Ôi không. The Rift Lich lần này không có rơi ra chìa khóa cho mình. Ồ. Bây giờ thì mình rất là cần những tên pháp sư đó để mình săn cái chìa khóa mở một cái cánh cổng công trình á. Đủ rồi đó nhóc. Đủ rồi đó. Đây rồi. Cuối cùng. Cuối cùng thì mình cũng có được cái chìa khóa rồi. Đã đến lúc để chúng ta mở khóa công trình và khám phá thôi. Ồ. Trên đường bay tới cái công trình băng đó thì mình còn gặp một cái thuyền bị đắm nè. Mà đặc biệt hơn nó đâm vô nguyên một tảng băng mấy ép. Để mình sẽ kiểm tra thử coi. Kho báu nó có giấu không? Thường là kho báu nó sẽ giấu trong này á. Hả? What the heck? Không có kho báu luôn à. Ôi. Trời. Nó đâm xong nó mất cái rương luôn ạ. Thì cái tình á. Thôi. Kệ mình mặc kệ đi. Mình trước mặt rồi à. Mình tính cửa gồng nhưng mà thôi bay qua cũng được. Đây, đây là công trình mà lần trước mình đi khám phá mình vô tình bắt gặp nè. Lần trước thì không có chìa khóa nên không có vào được. Lần này thì khác rồi. Đã có chìa khóa hẳn hoi á nên mình có thể vô đây để khám phá đấy. Rồi, mở cửa nè. Vào đường đường chính chính luôn. Bình tĩnh bình tĩnh. Trong đây nó nhiều quái lắm nên mình cứ đập được lòng spawn thì mình tranh thủ mình đập ha. Ui nó cho trái tim của rồng nè. Wow. Căng vậy. Nhiều lòng spawn lắm nha. Gặp cái nào là mình sẽ đập cái đó liền. Nữa nè nữa nè. Sapphire lụm luôn. Bạc các thứ nè. Còn đâu nữa. Hồi sinh nè. Xin hết luôn. Nó còn có mấy cái ngà. Có mấy cái con gì kìa. Nữa hả. Căng hẳn. Mấy cái con trong công trình này nó được tăng sức mạnh á. Nên nó đánh rất là đau nha. Hạn chế để nó đánh càng nhiều càng tốt. Này thì ha, quýnh quýnh nè. Đâu 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 đâu. Ổn không? Ở đây có cái rương bị vỡ rồi nè. Wow. Quét sạch luôn. Nó còn có cái Dragon Flute nữa nè. Tức là những cái con này nó từng luyện rồng hay sao nó mới có mấy cái đồ nghề đó chứ. Dám lắm á. Rồi. Hình như đây là tầng trệt hay sao á.
Đúng rồi, đây là tầng trệt. Lướt tiếp thôi. Còn nhiều rương lắm. Tuy nó không có giàu nhưng mà mặc kệ, khám phá trước tính sau nhá. Quét sạch, quét sạch. Rồi rồi rồi, bắt đầu tới tới những căn phòng xịn hơn hay sao rồi đó. Mình thấy quái nó nhiều hơn rồi nè. Ui, có chiến binh nữa. Chiến binh nè. Chiến binh mà gặp mình thì cũng tắt điện thôi. Rồi. Ồ, tới rồi, tới rồi. Đây chính là căn phòng mà mình cần phải tìm nè. Căn phòng chứa nguyên một cái lò luyện đồng băng. Ý, thích thiệt chứ. Đã. Phép rồng. Ồ, hơi thở của rồng các thứ. Chiến này giàu rồi. Mình sẽ tranh thủ mình lấy những cái khối gạch rồng với khối xương rồng trước rồi đó. Chưa chưa nha, bắt đầu nó giàu hơn rồi đó. Khối xương rồng nữa nè. Tiếp theo là cái cục nhân. Cục abatua. Quét sạch luôn. Rồi, vô tình có được 3 món trong cái lò luyện rồng rồi. Quá là đã. Trên này còn không? À, trên này hết rồi. Ok. Như vậy thì sơ bộ chúng ta cũng có thêm được một ít thêm một cái thép rồng nữa nè. Chúng ta có được thép rồng nè, lò luyện rồng nè. Cái này là chắc gần phân nửa cái lò luyện rồng rồi. Với lại một ít cái khối xương rồng ha. Cũng khá là hợp lý đó. Còn bây giờ thì oh no, phải tìm đường ra nữa. Đợi mình xíu mình tìm cái đường ra cái. Để mình suy nghĩ coi, mình có nên tiếp tục đi săn thêm chìa khóa để chúng ta khám phá những cái công trình này. Mình khám phá tầm 3 công trình nữa thôi là đủ để chúng ta làm một cái lò luyện rồng băng luôn á. Đáng để cân nhắc nha. Thôi, trước mắt là chúng ta cứ đi tiếp đi. Biết đâu bất ngờ lại gặp thêm những cái công trình như vậy thì sao. Ủa, cái gì đây? Động bằng tơ à? Nhiều tơ thế. Khoan, khoan. Ui, ở đây nó có mấy con nhện gì này. Này thì dám cắn mình. Rồng mình giật điện cho thấy tê tê luôn. Đây là những con zombie mà nó dính tơ nè. Trời ơi, nó bị tơ quấn quanh người mà nó vẫn đi cắn mình à. Wow. Nè, quá trời nhện luôn. Đây là tổ nhện hay sao á? Ồ, chính xác. Này thì nhện nè. À, ra là ồ, làm được cái lưỡi liềm luôn. Cũng hay phết nha. Bởi sao mình thấy ở đây nó quá trời tơ nhện. Nhện này tốc độ cao nha. Có chơi đồ không mà tốc độ cao vậy? Nhện siêu tốc độ. Cẩn thận nha, cắn mình hồi là mình thành Spider-Man luôn á. Thành người nhện luôn á. Trong đây sẽ còn một cái rương. Và cho mình tiếp tục là những cái spider fiber. Wow, ở đây có nhiều thứ để chúng mình khám phá đấy. Mình lại gặp được cái ngôi nhà này rồi. Lần trước mình gặp ngôi nhà này nhưng mà nó bị hư phân nữa. Lần này là nó nguyên si luôn. Ngoài ra thì nó còn gần một cái chỗ của người cây à. Bộ tộc người cây nè. Bộ tộc người cây hả? Bước ra đây. Còn hai thanh niên nữa nè. Vô đây. Chúng độc liền. Ui, ghê vậy. Thanh niên kia cầm kiếm bằng chân giữa kìa. Really nigga. Ghê quá hả. và bộ tộc người cây có sát với kim cương rồi nè. Cũng được. Nhưng mà cẩn thận nha, lâu lâu có mấy thanh niên đó. Thanh niên này cầm kiếm bằng tay phải. Ok. Được. Chứ nãy là cầm kiếm như kiểu kia là hơi ẩu á. Rồi. Giờ thì đây là doanh trại của mấy thanh niên chiến binh gà nè. Nên sẽ có những cái banner hình con gà ha. Nhìn cũng khá là ngộ luôn. Bỏ túi trước. Ngộ là bỏ túi trước đi ha. Rồi sau đó mới bước vào. Không biết lần này doanh trại của bọn chúng có đồ. Không có đồ à? Ủa? Ok. Có dấu trong đây không? Không có luôn.
Ui mấy thanh niên chiến binh gà này nghèo quá à, không có đồ đạc gì hết. Xây nhà chi cho bự rồi không có để đồ gì hết. Sau chuyến đi vừa rồi thì chiến lợi phẩm xịn nhất chắc là những cái vật liệu để làm lò luyện rồng với cả là thép rồng thôi. Và chắc mình sẽ dùng thép rồng lần này để chúng ta chế tạo ra một cái vũ khí ha. Mình đang phân vân giữa việc là nên làm một cái cây kiếm hay là một cây rìu vậy ta. Để mình nghĩ coi. Nếu mà làm một cây kiếm thì mình sẽ có sức tấn công là 25 nhưng mà đánh nó sẽ nhanh. Còn làm cây rìu thì nó sẽ mạnh nhưng mà nó sẽ đánh hơi chậm. Mình thì chắc cần tốc độ đánh hơn là sát thương ấy. Ok, trước mắt mình sẽ làm một cây kiếm đi ha. Sau này có nhiều nhiều thép rộng hơn thì mình sẽ làm cây rìu sau. Chủ yếu là mình cần cây kiếm để gây hiệu ứng đóng băng thôi. Cây kiếm này chắc khá là tốt đấy. Như thường lệ thì mình sẽ mua một vài quyển sách để ghép vào cho cây kiếm nó được khỏe hơn. Lần lượt là Rust Down, Legend, Nhạc. Và cuối cùng là sắc bén. Sắc bén thì phải lên trên để tìm rồi. Đây, sắc bén 5 luôn. Thơm thiệt. Cuối cùng là ghép vô cây kiếm này để cho nó mạnh nhất có thể ha. Xong. Giờ nó cũng có được 28 sát thương. Nó thua cây kiếm lửa mình một tí thôi à. Nhưng mà mình nghĩ nó sẽ rất là tốt đấy. Trải nghiệm cùng mình nha. Nhưng mà hôm qua trong trận chiến với quỷ Satan thì chúng ta đã mất đi cái totem xịn rồi. Giờ chắc cùng mình tìm một cái totem khác nó tốt hơn ha. Ở đây mình có khá là nhiều cái nhìn có vẻ tốt nè. Ron thử coi. Coi nó có tốt thực sự giống như là cái hình dạng của nó hay không. Thử nào. Hy vọng là ra một cái xịn sò để chúng ta mang theo nào. Hiện tại thì cái Epic này là tốt nhất trong tất cả các cái rồi. Chắc mình sẽ thử nâng lên coi. Coi như thế nào ha. Để xem sau khi lên 5 cấp thì nó sẽ cho mình những cái gì. Đầu tiên là... cái này nó cộng 1 hồi phục. Cái totem này tốt cực. Nó cho mình hiệu ứng hồi phục luôn. Nó cho mình thêm... miễn nhiễm với chậm rãi nè. Rồi Wither Cloud luôn. Đám mây độc Wither. Rồi cộng đam với cộng tốc độ đánh. Ok, mình thấy cái này nó cũng rất là tốt rồi. Và trong chuyến khám phá vừa qua thì mình còn nhặt được một cái vật phẩm. Nó có tên là Banish Show. Nó sẽ thêm tới 3.000 độ bền cho cái totem lận. Nhưng mà nó sẽ có 1/3 cơ hội làm cho cái totem nó bị mất luôn cái độ bền đó. Mình không biết là mình có nên ép vô hay không nè. Thôi, không nên tham lam. Tham thì tham á. Tham một phát là toàn luôn cái totem xịn thì ổn. Rồi. Và sẵn tiện thì chắc mình sẽ lấy cái cuộn hồi phục nè. Cuộn hồi sinh chứ. Mình hồi sinh cho Eternal của mình ha. Giận thì giận nhưng mà phải hồi sinh lại rồi. Chứ không thôi là mình sẽ thiếu đi một cánh tay trái để hút đam á. Hồi sinh nha. Sau khi hồi sinh thì mình sẽ cho dùng tạm cây kiếm rồng của mình luôn nè. Tại giờ mình có kiếm rồng lửa rồi. Kiếm rồng băng rồi. Nên mình sẽ cho Eternal của mình cầm kiếm rồng lửa đi. Cũng ok. Còn thanh kiếm Netherite Killer thì mình sẽ đặt ở bên này. Đó, hợp lý ha. Rồi, giờ thì lấy viên đá kho báu và đi thôi. Hy vọng chuyến này chúng ta đi sẽ có được một chiến lợi phẩm xứng đáng mang về. Lên đường. May mắn nha. Trời ơi, nó cho đúng một cái thôi. Là có thêm rừng 7. Sao mỗi lần mình ước may mắn là vô y như rằng nó xui vậy ta. Nè. Cái kiếm thép rồng băng đúng đỉnh luôn. Mình đánh một cái là nó sẽ bị đóng băng cái địch ha. Rất là hợp lý nè. Thời mình tới. Hồi nãy mình đi khám phá mình còn nhặt được một cái lọ thuốc may mắn á. Chắc bây giờ mình sẽ dùng tạm nha. Hy vọng là nó sẽ cải thiện được cái nhân phẩm của mình trong cái căn phòng lần này. Có vẻ uống thuốc may mắn vô cải thiện được một ít rồi nè. Ok. Ui trời ơi. Chú cha mà ơi giật mình. Sao nay tiếng nổ nó to thế.
Nổ mà giật hết cả mình luôn á. Trời đất ơi. Đây gì đây? 118 cấp quá trời. Ui, càng ngày cấp nó càng tăng lên đấy. Trước khi ra cái đề nghị thì hãy xem kỹ coi cái người nhận cái đề nghị đó nó có đủ khả năng không. Nghĩ sao? Mình nghèo gớt mồng tơi luôn. Mà nó đòi mình 100 mấy cấp thì lấy đâu ra cấp mà đổi? Không hiểu. Phiến đá thứ 2. Một xíu về nhà chắc mình phải chế tạo một cái cung mới mới được. Để mình sử dụng những cái mũi tên rocket ấy. Mình thu gom từ những chiến khám phá trước giờ á, cũng chắc vài stack mũi tên sấm sét rồi. Hôm nay có dịp chắc mình sẽ dùng mũi tên sấm sét để đi quẩy mới được. Đây rồi. Phiến đá thứ 3. Yes, còn một phiến cuối cùng nữa thôi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái cửa này màu tím mộng mơ. Và mình cũng có một cái chìa khóa màu tím mộng mơ. Thời tới cản không kịp. Vô. Đầu tiên thì vẫn là thu gom những cái quặng trước ha. Đây. Sau đó là chúng ta sẽ mở room. Nó vẫn bèo. Rất rất bèo luôn. Gì kỳ ta sao? Sao mình thấy mình lút ở ngoài đôi lúc nó còn giàu hơn trong mấy cái căn phòng này á. Kỳ nhờ. Đồ xịn đi, căn phòng cái room cuối cùng nè. Đó. Xong luôn, vậy là xong, hết chìa khóa luôn. Nó cho đồ đâu đâu không à. Mình mất niềm tin vô mấy cái căn phòng này rồi. Lừa hết. Sao chuông lại để như vậy? Ồ, thì ra trên này nó còn dấu rương à. À, không chỉ dấu chuông đâu, nó còn dấu rương nữa. Xin luôn. I see you. Phiến đá cuối cùng. Kèo căng nha, sẵn tiện test kiếm mới luôn nha. Chúng ta sẽ kêu Eternal ra và chiến đấu với boss lần này. Rồi, mình đã đóng băng rồi. Chặt đi Eternal, đúng rồi. Wow. Eternal chặt một lần 50 mấy máu. Được việc thật sự. Ủa là... Rồi. Chiến thắng rồi. Trong chốc lát thôi. Ồ. Cây kiếm rồng băng của, thép rồng băng của mình là khắc chế của những con boss luôn á. Nó sẽ bị đóng băng và mình mặc sức mà chém luôn. Quá xá đã. Công việc còn lại là chúng ta cùng nhau mở rương nha. Xem coi. Hơi bèo nha. Sao có lúc bèo có lúc bèo là sao nhờ? Mà không biết các bạn có để ý không chứ. Mỗi lần mà mình kêu Eternal ra chiến đấu cùng mình á, là y như gần lần đó là Eternal bị đánh sấp mặt luôn á. Mình để ý rồi, 3 lần kêu ra đều bị đánh ngẫm củ tỏi luôn. Nhưng mà kệ, vừa cái bụng lắm. Với lại bây giờ mình cũng hết mấy cái like scroll rồi, mấy cuộn giấy hồi sinh để hồi sinh rồi, nên thôi giờ chỉ có thể nhìn Eternal như vậy thôi ha. Mất đi một tay sai ở bên thế giới kho báu rồi. Rồi và mình vẫn còn một viên pha lê kho báu nè. Chúng ta có nên đi nết luôn không nhờ? Mình nghĩ là nên á. Kiểu đang có hứng á. Nhưng mà trước khi đi thì để mình coi mình có thể nâng cấp được cái kỹ năng nào không nhờ. Hoặc là nâng cấp sức mạnh chẳng hạn. Cái parry này mình thấy khá là hay nè. Nó kiểu lâu lâu nó sẽ chặn đòn cho mình á. Hiện tại thì mình ở cấp 1 thôi. Nó chỉ mới có là 50% à. Mình sẽ nâng lên cấp 2. Đó. Bây giờ là nó lên được 60% rồi đó. Cũng ok la đấy. Và bây giờ mình có thể nâng kỹ năng Soul Hunter lên thêm một cấp nữa để mình cày linh hồn dễ hơn nè. Tốn có 2 điểm kỹ năng thôi, nhưng mà mình sẽ được khá là nhiều phần trăm cái linh hồn thêm đấy. Nâng nhá. Nâng luôn. Coi cửa hàng coi. Bữa nay cửa hàng bán đồ hơi bèo nha. Ok, nhưng mà mình không mua đâu, bèo gì đâu không mua. Rồi, nâng cấp xong rồi, giờ thì chuẩn bị đi khám phá tiếp thôi. Chập 2 nha, màn 2 cảnh 1 nha. Lần này thì cho mình thêm sức mạnh nè. Và cho mình thêm thời gian. Hai cái này cũng khá tốt. Một cái da zombie nữa. Wow,
Reaper có cần farm gì không ta? À, mình không cần farm Reaper. Chủ yếu bây giờ là mình sẽ mở rương, farm zombie với cả là đào những cái vụn kho báu ha. Đó là ba thứ mình cần tìm để thực hiện được cái nhiệm vụ lần này. Ồ, cái rương đánh đổi 14 trái tim nè. Wow, 14 trái tim lận á. Không biết đâu. Mình sẽ chơi lớn mình đổi luôn. Đã chơi là phải chơi cho tới ha. Đổi luôn. Rồi. Và rương 14 trái tim sẽ cho mình. Sao mình giống chú Hề vậy ta? Mình bị nó lừa tiếp à. Càng ngày mình càng lạc niềm tin vô mấy cái rương đó nha. Đây rồi. Một cái vòng đầu tiên. Mình còn thiếu một cái vòng với lại một cái túi nữa. Đây, đủ vòng rồi nha. Giờ thì đào thêm kiếm cái túi là hoàn thành được cái phần đào kho báu nè. Rồi, có luôn. Tiệc cứu mèo. Giờ thì lo tập trung farm quái thôi nha. Zombie đâu xuất hiện đi. Ok. Tới hồi vậy? Sao không thấy con nào ra hết vậy? Đây rồi, căn phòng mình yêu thích nhất đây rồi. Căn phòng này có thể nói là rất là nhiều gương luôn á. Nhưng mà mình phải để ý mấy cái chỗ TNT nha. Tránh trường hợp mà TNT nó văng vô căn phòng trò chơi là toan á. Chắc bây giờ mình sẽ xuống dưới mình mở căn phòng này trước đi. Để kẻo một hồi có sự cố trục trặc là mệt. Giờ mình nhấn nút nào ta? Nút này thì phải. Đó. Cái gì vậy? What the heck? À. Tưng. 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 Đúng không? Ơ, sai à? Ồ, phải nhấn cái này hai lần à. Trời ơi, nó không có ra tiếng động hàng gì. Không sao. Mình đã giải đố thành công rồi. Giờ thì lướt sạch đồ nha. Wow. Thích thiệt sự chứ. Nhìn cái đống đồ trên mặt đất à. Bỏ túi. Công việc đầu tiên là mình sẽ cất cái rương thử thách lên trên trước nha. Đây, cất vô. Và... không ổn là rương thử thách. Cho mình tới tận 4 cái ổn luôn. Hai cái quần mới nè. Rồi, một bát súp nữa. Bát súp này lạ vậy ta. Mình có nên ăn thử không? Một mảnh kiếm. Mấy món còn lại thì cũng không có quá gì đặc biệt. Cái bát súp này mình nghĩ mình nên ăn thử nè. Nó cho mình bát súp gì đây? Bát súp thường. À, bát súp này là ăn để lên kinh nghiệm á. Uầy, tự nhiên thêm được một miếng kinh nghiệm. Lúc mình lục lại cái thùng đồ thì mình thấy nó có một cái nón hiếm mà mình chưa có mở nè. Cũng như là rất nhiều mảnh giáp mà mình còn để dành á. Thôi thì tranh thủ lúc mình đang may mắn, mình sẽ mở sạch luôn. Để coi biết đâu bất ngờ nha. Mở ra đồ xịn thì sao? Nhất là cái nón nè. Cho thêm cái nón thứ dữ đi. Trời. Cho mình cái nón thợ lặn. Hết nón con ngựa vừa tới nón thợ lặn. Nhìn giống thợ lặn phết. Ví dụ mình đội nón này thì mình có được thở dưới nước không? Thợ lặn mà. Bình thường nha, đổi nón này vô lặn phát là đi luôn á. Nó chỉ là hình của một cái nón thợ lặn thôi, chứ nó không có cho mình thở dưới nước á. Nhưng mà thôi, nhìn ngộ thì chắc mình đội một thời gian cũng được. Còn về cái mấy món khác thì sao? Mấy món khác hầu như là không có món nào quá xịn hết. Có cái ủng này hơi lạ nè. Cái ủng này nhìn cũng thời trang phết. Được, cái ủng này hợp với cây cánh của mình nè. Ok luôn. Ở đây có một cái... mình tưởng đây là chiến binh gà chứ, nhưng mà không phải à. Đây là chiến binh gì đây? Ui, đây là những thanh niên bandit.
Bọn chúng đang lập danh trại các thứ đâu nè. Căng phết nha. Xin nha. Mình có nên test cái mũi tên này không ta? Ví dụ mình bắn. Cái mũi tên rocket bắn nè, một mũi đó. Mà nó bắn sức công phá như vậy. Rất là ghê gớm á. Hay là bây giờ mình làm thêm cái thí nghiệm là bắn cái cánh cửa bên thế giới kho báu nha. Đây 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 đây, mình đã tìm ra được một cái căn phòng bí mật rồi nè. Nhiệm vụ của mình là sẽ dùng cái mũi tên rocket này. Đây là mũi tên rocket cấp độ 1 thôi. Nhưng mà mình có thể nâng cấp không? À, mình hoàn toàn có thể nâng cấp thành mũi tên rocket cấp độ 2. Cũng như là cấp độ 3 luôn nha. Nó có một cái công thức riêng nè. Nhưng mà mình thử với cấp độ 1 thì nó không thể phá được cánh cửa. Chính xác là như vậy. Oh man. Trở lại điểm thí nghiệm nè. Sau đó mình sẽ cất cái mũi tên ban đầu đi. Chờ lại mũi tên cấp độ 3 thôi. Ví dụ cấp độ 3 bắn thì nó sẽ công phá như thế nào đây? Oh, có vẻ cấp độ 3 thì nó sẽ bắn xa hơn. Oh, thử với khoảng cách này coi. Vẫn không phá hủy được nha. Thật sự đây là có thể nói là những vật liệu cứng nhất là nó dùng để làm cái căn phòng này rồi. Không thể đột nhập. Ui. Mặc dù mình không thể vào trong nhưng mà mình có thể bắn bể. Bể ở bên trong luôn kìa. Ở đây nó còn một ít đúng không? Mình sẽ bắn vô coi. Wow. Trời ơi, cái rương nó cứng thiệt. Mình bắn biết bao nhiêu mũi tên vô mà không bể nổi cái rương. Nhưng mà những block khác thì vẫn bể bình thường ha. Này, mình bắn tiếp này. Đó, nó bể sạch xanh xanh luôn. Và như vậy, trong ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm được sức mạnh khủng khiếp của cây cung gắn với mũi tên rocket này ha. Nhưng mà tiếc thay, nó không thể giúp mình phá hủy được cái căn phòng bí mật và cánh cửa đó để chúng ta vào lấy đồ. Quả thật đó là một cái mà mình không thể lường trước được. Và đặc biệt hơn thì chúng ta đã sở hữu thêm một cái thanh kiếm mới rồi. Một thanh kiếm có thể nói là khắc chế của những con boss, bằng cách đóng băng con boss lại ha. Tha hồ cho mình gây sát thương luôn. Sắp tới thì chắc mình sẽ tranh thủ mình đi tìm thêm những chìa khóa để mình đột nhập vào những cái căn phòng giống như vậy, để mình lấy những cái khối tạo ra cái lò luyện thép đồng băng. Biết đâu mình lại có thể luyện được cả thép đồng băng và chế tạo giáp thì sao. Khá là tiềm năng á nha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến đi khám phá và loot được nhiều giáp cũng như là kho báu hơn. Công gia Tây xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.